Tuần sau, cuộc chiến cân não cuối cùng của vòng chinh phục chính thức bùng nổ. Yeah, phải vậy chứ, trở lại là phải máu lửa cỡ này. Đây là bài nhạc của anh, bắt buộc anh phải lên đây rồi. À. Và anh không thể nào để mất em và team của một người khác. Anh Thái, người này không hợp anh đâu. It's okay, nhưng mà I think music, like we could do something different. Anh sẽ giúp like make a new sound, a more street, a street feel. Anh có thể làm như anh Thái làm, nhưng mà anh làm tốt hơn cả tiếng Việt, cả tiếng Anh. Ủa, anh có thể làm được, nhưng giờ anh làm như tôi chưa biết hai ông này làm cái gì. Đúng. Cho anh hỏi ai làm cái beat này của em? Anh Masiu đã làm cho em. Đây là định mệnh. Xui cho em. Nãy bạn hát có cái câu ai mặc đồ cũng lái lai. Anh muốn em về với đội của anh, team của anh Dương Cây hoàn toàn có thể làm những cái beat mà hay hơn như này. Trên mặt lý thuyết là nó như thế, nhưng quan trọng là phúc lộc thọ kìa. Cứ đang nhảy cái đó, phát nhảy thôi thì em. Thôi cãi làm gì nữa. Người thành công có lối đi riêng. Nào, ta đón đi. Người ta đang chà nón rồi đó. Chúc em sẽ luôn giữ được sự kiên cường của mình cùng với Thái Việt Trì. Fans. Chủ nhân chiếc nón vàng duy nhất sẽ thuộc về. Vâng, thưa quý vị, như vậy là chúng tôi xin được khép lại tập phát sóng lần này. Xin được cảm ơn đơn vị tài trợ chính của chương trình, Pepsi vị chanh không calo, sảng khoái tột đỉnh, bung hết chất mình, và đơn vị đồng tài trợ nhãn hàng Lay's, Lay's Young bung vị rap hay bùng nổ. Xin được cảm ơn công ty Jeep Việt Nam Automobile, nhà phân phối độc quyền Jeep chính hãng tại Việt Nam, đã đồng hành cùng với chương trình. Và cũng xin được cảm ơn Jerry Coy đã tài trợ những bộ trang phục rất là xinh đẹp cho các bạn thí sinh. Xin được cảm ơn Warner Music Việt Nam, đơn vị tài trợ thu âm và phân phối độc quyền bản ghi rap Việt. Thưa quý vị, Rap Việt mùa 3 do Vion và V Channel thuộc Đất Việt VAC Group Holdings thực hiện. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi vào lúc 20 giờ thứ bảy tuần sau trên kênh HTV2 và siêu ứng dụng giải trí Vion. Vion là siêu ứng dụng giải trí để xem phim, show, thể thao và truyền hình. Tải ngay siêu ứng dụng giải trí Vion để có thể xem trọn vẹn Rap Việt mùa 3. Và xin quý vị đừng quên feelvz.vn, siêu vũ trụ giải trí đã từng đối tác truyền thông chính thức để trải nghiệm những nội dung độc quyền. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ bảy tuần sau. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Kết thúc tập 5 cây hài mới nổi của làng rap. Huấn luyện viên Big Daddy đã kết nạp thêm cho đội mình chàng ảo thuật gia Lee Midland. Huấn luyện viên Perry đã bổ sung thêm cho group bào chẩn của mình hai thành viên mới khi chiêu dụ thành công cặp trai tài gái sắc Lore và Umi. Chủ nhân của câu nói viral super hub, huấn luyện viên Thái VG cũng không kém cạnh khi thu về hai nhân tố bốn chọn đầy tiềm năng Hydra và Tỏi. Trong khi ba đội đều có tổng số thành viên là 7, thì huấn luyện viên Andre Ryan lại chốt hạ ở con số 5 khi sở hữu thêm bảo vật mà ai cũng muốn có, Minh Lai. Phải chăng người có lối đi riêng sẽ thành công? Tuần sau, cuộc chiến cân não cuối cùng của vòng chinh phục chính thức bùng nổ. Yeah, phải vậy chứ, trở lại là phải máu lửa cỡ này. Đây là bài nhạc của anh, bắt buộc anh phải lên đây rồi. À. Và anh không thể nào để mất em và team của một người khác. Anh Thái, người này không hợp anh đâu. It's okay, nhưng mà I think music, like we could do something different. Anh sẽ giúp like make a new sound, a street feel. Anh có thể làm như anh Thái làm, nhưng mà anh làm tốt hơn cả tiếng Việt, cả tiếng Anh. Ủa, anh có thể làm được, nhưng giờ anh làm như tôi chưa biết hai ông này làm cái gì. Đúng. Cho anh hỏi ai làm cái beat này của em? Anh Masiu đã làm cho em. Đây là định mệnh. Xui cho em. Nãy bạn hát có cái câu ai mặc đồ cũng lái lai. Anh muốn em về với đội của anh, team của anh Dương Cây hoàn toàn có thể làm những cái beat mà hay hơn như này. Trên mặt lý thuyết là nó như thế, nhưng quan trọng là phúc lộc thọ kìa. Cứ đang nhảy cái đó, phát nhảy thôi thì em. Thôi cãi làm gì nữa. Người thành công có lối đi riêng. Nào, ta đón đi.
người ta đang chà nón rồi đó. Chúc em sẽ luôn giữ được sự kiên cường của mình cùng với Thái Việt Trì. Happens. Chủ nhân chiếc nón vàng duy nhất sẽ thuộc về. Đừng bỏ lỡ tập 6 vòng chinh phục sẽ được phát sóng vào 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV2 và siêu ứng dụng giải trí Vion. Đến hẹn lại lên, cùng điểm qua một số thông tin nổi bật của các chương trình truyền hình của VChannel tuần này nhé. Sáng giá nhất tuần này chắc chắn thuộc về Hoa Vương khi mà sau hơn 25 tập, bộ phim đã đạt được 100 triệu lượt xem trên ứng dụng Vion, YouTube, Facebook, TikTok. Đặc biệt, hai tuần vừa qua tăng mức phá lên gấp 2 lần so với trước đây, trở thành bộ phim Việt có lượt xem cao nhất trên các nền tảng mạng xã hội trong thời điểm hiện tại. Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các khán giả yêu mến. Đâu đâu để xem thứ 2, 3, 4 vừa qua Hoa Vương có gì mà tình yêu rực lửa ngang trái nè. Chiếm spotlight Hoa Vương tuần này là câu chuyện vì mẹ anh bắt chia tay. Dưới sức ép của mẹ, mẹ mua căn nhà của cổ đang ở rồi bắt người ta dọn ra trong vòng một tuần hả mẹ? Tiếp theo con biết là mẹ còn làm gì nữa không? Mẹ sẽ đuổi việc nó khỏi Tinh Hoa F&B. Mẹ sẽ làm cho nó không thể xin việc làm ở đâu được nữa. Hiếu gia Đăng Khoa buộc phải chia tay cô gái nghèo Trúc Mai. Anh xin lỗi em. Vừa chia tay đã bị mẹ sắp lịch đi thử áo cưới, hỏi vui dữ chưa, cũng bị ép cưới, nhưng chim vành khuyên nhỏ Hoàng Yến không ủ dục, yêu theo lời mẹ, hẹn hò get go. Anh đang thất tình đúng không? Đi nhậu là chuẩn luôn. Hôm nay em sẽ không đụng gì tới anh hết, dù chỉ là khóc tóc. Thuyền khoa Yến ra khơi, fan nào muốn đẩy thuyền nhớ đón xem các tập tiếp theo nha. Trong một diễn biến khác, anh Thư trúng slot làm MC nhưng lại bị MC nổi tiếng tạt nước. Đây là sân chơi của tôi. Nhưng cô nhanh chóng tẩy trắng xì căng đan và giành hết hào quang về mình. Cô tuyệt đối không thể đánh bại được tôi đâu. Ai là người chống lưng cho cô ta? Biết giám đốc còn độc thân, anh Thư tính ngay kế để bẫy đại gia. Tôi sẽ đưa cô ấy về. Tôi ghét nhất là loại người như cô. Đổi tình lấy sự nghiệp. Cứ đợi đi, xem tôi sẽ xoay cô như thế nào. Drama chán rồi thì chờ đến thứ 6 để hóng những màn xoay duyên và câu chuyện sức mướt cảm động từ người ấy là ai mùa năm nào. Tập 6 vừa rồi là sự xuất hiện siêu siêu cuốn đến từ nữ chính Quỳnh Lương. Cô xuất hiện mà khiến bao người nghi nhất vì xinh quá đi. Câu chuyện single mâm của Quỳnh Lương cũng được rất nhiều sự quan tâm. Cái hoàn cảnh của mình nhìn nó không tích cực lắm. Nhưng cho đến một ngày em có nghe một người hỏi bạn đấy, hết con gái ở trên đời này sao phải là một single mom. Điều đó khiến em tự ti. Nhưng tín hiệu vũ trụ Nala để giúp Quỳnh Lương tìm được đúng người có thể chữa lành mọi việc mà cô ấy đã trải qua. Cái kết thật quá là tuyệt vời đi. Chờ mãi cũng đến cuối tuần để bật Vion chờ xem rap Việt. Tập 5 bên cạnh việc gây ấn tượng với màn thả flow độc lạ trên bản hit của Amy. Bên Lai còn cho toàn thể khán giả ăn cơm chó ngập mặt khi khẳng định chủ quyền với cô bạn gái Lil Grace. Khi Trấn Thành hỏi: bạn ngồi với bạn hú hét cho bạn quá trời, bạn có nằm trong team của bạn không? Bên Lai chốt luôn một câu viral liền ngay sau khi tập 5 kết thúc. Dạ trong team và trong team. U là trời, được cả đôi trai tài gái cũng tài thế này thì U mê không lối thoát luôn hai ơi. Và đó là ba chương trình siêu hot đến từ VChannel. Cảm ơn toàn thể khán giả đã yêu thương và ủng hộ. Đừng bỏ lỡ Hoa Vương, Người Ấy Là Ai mùa 5 và Rap Việt mùa 3 trên VChannel. Xem sớm nhất trên Vion nhé.